Bạn là ai? Nếu bạn trả lời rằng bạn là những hình hài này, thì hình hài này đang thay đổi mỗi ngày, nên bạn cũng đang thay đổi mỗi ngày. Nếu bạn thay đổi mỗi ngày, thì bạn của giây phút nào, của ngày nào mới thực là bạn? Nếu bạn trả lời rằng bạn là tâm trí này, vậy thì tâm trí cũng đang thay đổi mỗi giây phút. Trong lúc này có vô số tư tưởng đang đến và vô số tư tưởng đang đi. Bạn là tư tưởng nào trong những tư tưởng đang đến đó? Nếu bạn chọn một tư tưởng đến nào đó là bạn, vậy thì tư tưởng đó không còn thì bạn cũng phải biến mất theo chứ. Nhưng bạn vẫn còn đây. Trong đời sống hàng ngày, ta thường không nhận biết được ta là ai. Vì không biết được ta là ai, nên ta thường đồng nhất ta với nhiều thứ không phải là ta. Và phần lớn ta đồng nhất những thứ không phải là ta, mà ta cho là ta, thì vô minh, đau khổ sẽ phát sinh. Đau khổ phát sinh vì ảo tưởng về một cái ta, một bản ngã sinh ra. Tâm trí luôn tìm một chỗ nào đó để bám vào, để cảm nhận sự tồn tại của chính mình. Một trong những chỗ tâm trí bám vào nhiều nhất, đó chính là suy tư. Có lẽ vì vậy nên triết gia Descartes nói: tôi tư duy, sau đó tôi tồn tại. Tâm trí luôn tìm kiếm, khẳng định sự tồn tại cho chính mình, nên tâm trí phải suy tư. Và càng suy tư thì càng cảm nhận được sự tồn tại của một ai đó đang suy tư. Và đây cũng là nguồn gốc của bản ngã, của cái tôi. Và vì bản ngã dựa trên tâm trí hay suy tư, nên bản ngã cũng hay chọn lựa những điều vừa ý hoặc không vừa ý, những điều thích và không thích. Tâm trí là suy tư, mà tư tưởng như một dòng chảy không dừng yên, nên cái tôi do tâm trí tạo ra cũng không dừng yên. Vì cái tôi do tâm trí tạo ra không dừng yên nên nó rất mau sinh ra nhảm chán. Bây giờ thích, chút nữa nó không thích. Bây giờ muốn chút nữa, nó không muốn. Vậy thì càng chạy theo cái tôi do tâm trí dựng lên, ta càng không bao giờ thỏa mãn và không bao giờ hài lòng. Tôi là ai? Bạn không thể nói ra bạn là ai nếu bạn bị cắt đi tất cả những chân lý về quá khứ. Vậy thì nếu bạn bị cắt hết đi những chân lý, những câu chuyện của bạn trong quá khứ, thì lúc này bạn là ai? Trong một trận đá banh, có một cầu thủ bị té đập đầu xuống nền. Khi anh ta đứng lên, bỗng nhiên ký ức về quá khứ anh ta không còn nhớ nữa, và hỏi mọi người xung quanh: tôi là ai vậy? Cũng như thế, nếu cắt đi những câu chuyện, ký ức của bạn với quá khứ, bạn sẽ không biết bạn là ai. Nhưng chính giây phút bạn không biết bạn là ai, đó cũng là cơ hội cho bạn nhận biết được sự thật bạn là ai. Cái gì trong bạn đang nhận biết rằng bạn không biết bạn là ai? Cái gì trong bạn đang nhận biết rằng những tư tưởng đang đến đi trong tâm trí? Cái gì trong bạn đang nhận biết những câu chuyện quá khứ, những nhãn hiệu bạn đang dán cho chính mình và cho người khác, những điều thích và không thích? Cái tâm nhận biết mọi thứ đó, đó chính là bạn. Cái tâm này vượt thoát quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái tâm này sáng ngời, trùm khắp, nhiệm màu, vượt thoát tất cả mọi ý niệm. Đó chính là bạn. Nhưng bản ngã, cái tôi của bạn rất sợ cái tâm nhận biết này. Vì một khi bạn đồng nhất, bạn chính là cái tâm nhận biết đang nhận biết mọi thứ, thì cái tôi, cái bản ngã do tâm trí dựng lên sẽ bị sụp đổ. Nhưng đừng lo, giây phút nó sụp đổ thì cũng giây phút đó bạn được giải thoát, được tự do khỏi ngục tù mà đã xây dựng qua bao đời, bao kiếp.